Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thể thao trưa. Thưa quý vị, sau chặng đầu tiên tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, hành trình của Westway 2023 với sự đồng hành của tập đoàn TH đã được tiếp nối tại thành phố Hải Phòng. Đây là giải chạy thường niên dành cho lứa tuổi học sinh sinh viên có sự đồng hành của gia đình và thầy cô giáo. Và càng ý nghĩa hơn khi Westway tại Hải Phòng còn diễn ra đúng dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Với thông điệp vì tầm vóc Việt, S-Ray Hải Phòng thu hút hơn 4.500 học sinh, sinh viên, thầy cô giáo và cha mẹ học sinh tham gia tranh tài ở 6 cự ly thi đấu. S-Ray Hải Phòng có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra vào dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Mỗi học sinh khỏe mạnh, phát triển cân bằng cả trí tuệ và thể chất là món quà lớn nhất dành cho thầy cô. Tại S-Ray Hải Phòng, mỗi hoạt động đều thể hiện sự gắn kết chặt chẽ, khẳng định thầy cô, nhà trường sẽ luôn đồng hành với từng bước trưởng thành của các em, để các em ngày càng vững bước, bản lĩnh và trở thành những công dân có ích cho tương lai đất nước. Cái hoạt động SRA này tổ chức đúng vào cái dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Cho nên cũng là một cái thông điệp để các em muốn gửi tặng các thầy cô, thể hiện rằng cái giáo dục trí tuệ và thể chất nó phải cân bằng hài hòa. Các em cũng cam kết với thầy cô những cái món quà tặng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ở đây đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng tham gia chạy, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban thành phố, lãnh đạo các sở ngành đều tham gia giải chạy này, cho thấy rằng là các đồng chí rất là quan tâm tới giáo dục đào tạo nói chung và cái việc phát triển giáo dục thể chất nói riêng của thành phố Hải Phòng. Chúng tôi rất là ấn tượng khi mà các em học sinh, sinh viên, các thầy cô và cha mẹ học sinh rất hào hứng tham gia cái giải chạy này.